Tôi xây dựng còn mãi luôn. Còn bên kia là không. Hello, bây giờ là tôi đang đi trên sông Hương, nhìn qua bên kia, cánh bên kia là cầu Tràng Tiền. Đó, thấy không quý vị, buổi tối nha, kệ, lâu rồi, 5-7 năm nay rồi mình không có đi Quế. Quế đẹp, Quế mộng, Quế mơ, Quế thơ, Quế mộng. Đó. Dạ, cho nên là em đi Quế kỳ này em về em mua là tặng đời chiếc nón bài thơ. Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ, ta về dự hội thi đua, gặp nhau tay ta vẫy nón. Ta câu cá hả chú? Hả? Cho nên là giờ phải đi vòng vòng cái một chút vậy đó. Hello. 75 phải không anh? 75 Huế mộng mơ ơi. Em đang đi trên cầu Tràng Tiền nè. Có ai ra đây chơi không? À, rất vui mọi người. À, biết chưa? Bao nhiêu năm rồi? Chục năm nay rồi em không có đi Huế. Em cũng không có đi ra cầu Tràng Tiền. Cho nên là bây giờ một buổi chiều trời mát mẻ, Quế mộng, Quế mơ, bây giờ em đang đi qua cầu bên đây để tham quan. Đúng là mình tới đây thì mình phải đi qua cầu Tràng Tiền phải không các bạn? Cho nên là em xin chào tất cả mọi người ở Quế nha. Nếu mà ai có thương em thì đón em ở đây ngày mai xem em hát nha. I love you mọi người. Mô Phật. Dằn quá. Vô tới khung thành rồi các bạn ơi. Em đã chui qua khung thành các bạn ơi. Trời ơi thanh thao luôn. Rồi. Vậy hả? Dựng đây chụp ảnh hả? Vui quá các bạn ơi. Chúng ta đã đến kinh thành rồi. Đúng rồi, đi thì phải vui. Quấn bay đâu? Gì vậy? Mày hả? Mày hả mày? Súng đại bác kìa. Súng kìa. Súng kìa. Anh vô ngồi anh giật một cái thôi. Hoàng thượng gia lâm. Thôi ban đêm mình đi tới đây thôi chứ ban ngày anh vô cung luôn. Không, mình đi vô này, đi vô. Mà ban đêm mình ta đấu cho vô cung. Không vô đúng là đã thành được hả? Hả? Đó người ta đi bộ thì nhập kế. Ờ hả? Đi vô đi. Chắc chỉ đi dạo xung quanh thôi. Cho đi mà. Dạ, dạ, có bao anh. Đó, đó, đó. Đi ngoài đi thôi mà, đâu vô trong đó rồi. Ban ngày mình sẽ vô tới trong cung vua để mình mặc đồ. Hello. Hello cả nhà. Khách sạn lớn nha. Em đang ở Quế đẹp, Quế mộng, Quế mơ, Quế thơ, Quế mộng. Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ, ta về dự hội thi đua, gặp nhau ai ta vẫy nón. Đó, đẹp không? Nó tuyệt vời chưa? Buổi tối ở Quế nha. Hello cả nhà nha. Đó. Trời ơi. Ngày mai em hát ở đây có ai đi coi em hát không? Dạ. Hello, Quế là bao nhiêu? 75 đâu hết rồi. Chào 75 coi. Trời ơi, cái quán này dễ thương quá hả? Đó. Cố đồ, ao già. 75 vô điểm danh với em coi nào. Với rồng nhỏ coi. I love you mọi người. Xin chào 75 nha. Ra đây đi xích lô với em nè. Chú cha trời ơi. Hello, hello. Bây giờ là em đang lên cầu Trường Tiền. Nha cả nhà nha.
Quá, wow, mọi người dễ thương quá nè, thấy không? Đó, có ai dễ thương không? Wow. Bao nhiêu năm rồi chúng tôi không lên cầu tràn tiền. Đó, quý vị thấy không? Đó, đó, đẹp chưa? Quế đẹp, quế mộng, quế mơ, quế thơ. Đây là cầu tràn tiền, sóng hướng, nước chảy đôi dòng. Cầu Tràng Tiền đó cả nhà ơi. Hát đi. Dạ, dạ em xin chào à. Dạ. Trời ơi nè, hồi xưa mình hát ở đập này nè. Rồi về hát cải lương ở đập này nè. Trời ơi, nhớ lại kỷ niệm rồi các bạn ơi. Đây, hồi xưa em đi đoàn tiếng hát Dương Linh em hát ở đây. Trời ơi, kỷ niệm ùa về quá vậy nè. Yến đâu, Thanh Lý Thu đâu, Dương Linh đâu, thấy không? Ta nói quá trời nhiều kỷ niệm ùa về. Đi một vòng chơi cho nó vui cả nhà ơi, thăm đường phố của Huế nè. Làm gì mà nói chứ làm gì mà có cái dịp để mình đi như thế này đâu. Thấy không? 70 năm trước giờ mới được đi xin đô anh. À, à. Dạ xin chào nha. Fan quá trời anh Kim Tiểu Long ơi. Ờ đây đó thấy chưa? Quá trời fan của anh Kim Tiểu Long. Fan, fan, fan. Thích quá, thích đi. Ok rồi. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Nam Bảo Phi cùng với công ty của anh Rồng Nhỏ Dương Hoàng Phúc cùng ra Huế đại diện tại Vu Lan sau khi ngồi chùa tối mai lúc 18 giờ, nhưng mà tối nay 17 đã ra đây rồi để đi tham quan Huế cũng như là đi thưởng làm những món đặc sản của Huế và đặc biệt là Huế còn xin lỗi nha. Đi chơi thôi. Chủ yếu là đi chơi thôi nè quý vị, bây giờ là ra tới Huế, bây giờ đang dẫn mọi người Lâm Bảo Phi thì nói là thèm cơm hến. Bây giờ em không có hến thì em vô em ăn rau, hiểu không? Đó. Anh Long ăn hoa chuối. Ờ, hoa chuối ha. Đó, quý vị, nặng không? Ông ơi, nặng không? Dạ, chạy xe điện đúng rồi. Xin lỗi mọi người là xích lô này, xích lô điện nha, chứ không phải là xích lô đạp nha. Ờ, vất vả lắm, bây giờ là người ta gắn điện hết rồi. Đó, thấy chưa, bởi vì ông chỉ lái thôi, ông ngồi chỗ chứ ông đâu có đạp đâu. Hello, các tình yêu. Ở ngoài Huế chiều hôm nay mưa phùn. Dạ, yeah, wow, bây giờ đi ngang cái sông này người ta gọi là sông gì? Sông Hương. Sông Hương nước chảy đôi dòng. Gì nữa? Hết thuộc rồi, hết thuộc rồi. Bây giờ là đang sông Hương nước chảy lững lờ. À, sông Hương nước chảy lững lờ. Vậy hả? Đó. Mát mẻ quá cả nhà ơi. Cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng, sẽ chia đắng cay gian khổ vẫn nồng. Ôi Huế của ta, ta có Huế gì nữa ngọt ngào rộn vang tiếng ca. Dài à, dài. Hát nữa, hát tiếp đi. Ủa tới rồi hả? Bây giờ em tới chỗ cô Tân tính tiền đi cô Linh. Nhiều
Ấy chỗ rồi. Ông hồ cho em vòng luôn chơi luôn. Vui quá trời vui luôn à. Quế ơi là quế. Quế mộng quế mơ nè. Thấy không? Hello. Hello. Giờ tụi tôi đi ăn cái xíu nha, lát gặp nữa nha. Lúc vô